Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm các bị cáo Trần Thị Hồng Thắm, 40 tuổi, trú thành phố Hồ Chí Minh, Bùi Đức Khánh, 36 tuổi, trú thành phố Hải Phòng, cùng mức án chung thân và Lê Trần Duy Vũ, 32 tuổi, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, 20 năm tù, cùng chung về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, chiều ngày 3 tháng 1 năm 2020, tại ga đường sắt Đà Nẵng, Thắm và Khánh mang ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng bán cho Vũ. Tại thời điểm trên, Thắm đang mang gần 290 viên thuốc lắc trong túi xách, còn Khánh mang chiếc vali cho Thắm. Bên trong có chứa hai lọ bột ma túy dùng để đập các viên thuốc lắc. Khi các đối tượng chưa kịp giao, nhận ma túy thì công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra bắt quả tang. Tại phiên xét xử, bị cáo Thắm tỏ ra thành khẩn khai báo, riêng Khánh và Vũ liên tục quanh co, đổi lời khai và được đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung. Nhưng với những chứng cứ có được, hội đồng xét xử vẫn quyết định tuyên án đối với ba bị cáo về tội danh mua bán trái phép chất ma túy.